morning, everyone. Good morning, everyone. Mạng yếu quá cho nên là ở một người rồi. Xin chào các bạn. Xin chào Tuấn Hói. Xin chào anh Tuấn Hói. Xin chào các bạn. Hey Nelson. Do you want to go to doing charity with me? Xin chào. Bây giờ tớ đi Hey. Xin chào các bạn. Có ai mua thịt trâu với cả lạp xưởng không nhỉ? Okay. Wow, your name is like same of my friend name, so I thought that it is, so. Trời ơi, xe làm cái chi? Đi cái này là phát để đi làm từ thiện thôi, làm thiện nguyện thôi, chứ không phải là nói về chính trị đâu, xe làm cái chi? Tình hình là tớ bán được một ít nước mắm, kiếm được một ít tiền, thế là hôm nay sẽ đến thăm và tặng quà cho hai cụ. Không biết là tên là gì trong một cái clip mà bạn Dominic Trọng Phan có đưa lên, thì hai cụ I'm so sorry, I don't have website. If you want to donate, they have the way you can donate. Just you buy a fish sauce for me, and I use that profit to save for someone that need. I mean, for the orphanage, for the poor people, elderly people, and disabled people, or some children are in the hospital. If they get a very serious illness, so you want to support by buy a fish sauce for me. Oh, sorry, Nelson, I don't have a PayPal account. I don't have that. So someone donate to me by buy a fish sauces, and they transfer they by Western Union or something like that. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đến thăm hai cụ mà tên là gì thì tôi không biết, tôi chưa kịp xem clip đó, chỉ biết là hai cụ ở khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Hai cụ rất là già lắm rồi, chắc là phải 80 rồi, nhưng mà có con cái, nhưng con cái cũng nghèo khổ lắm, cho nên là bắt buộc hai cụ phải tự mưu sinh, mà bằng cái cách là trèo một con thuyền độc mộc ở trên sông Sài Gòn, vớt những cái ve chai ấy, vớt những cái chai lọ, mà những cái đồ mà người ta giục xuống sông ấy. Mỗi ngày thì hai cụ có thể kiếm được từ 40.000 đến 60.000 đồng. Đấy là khi nào mà nước nó đang lên ấy, thì vớt được nhiều lắm, mà nước xuống thì vớt được ít. Hai cụ có nói rằng là nếu mà nước lên thì có thể một ngày kiếm được 40.000 đến 60.000, còn mà nước xuống ấy thì đi mỏi cả tay, trèo mỏi cả tay cũng chỉ kiếm được 20.000 thôi. Hai cụ gần đất xa trời rồi, thế nhưng mà cái tinh thần tự lực cánh sinh vẫn là hết sức là đáng quý. Hai cụ không nhờ cậy ai cả. Hai cụ ông thì trèo cho cụ bà vớt. Nhìn thấy cái cảnh đó rất là xúc động. Và hôm nay vì bán được một chút nước mắm cho nên là có một ít tiền, hôm nay tôi sẽ đến chia sẻ cho hai cụ. Đang chờ một người bạn đi cùng nữa để bạn ấy chở tôi đến đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Việc làm của tôi sẽ được nhân rộng. Tôi sẽ giúp được nhiều người, không phải là nhiều đâu, nhưng mà chỉ chia sẻ với họ lúc khó khăn, chẳng hạn như là đến thăm cụ sẽ tặng cụ một số tiền, sau đó là để cụ khi mà hai cụ mà trái nắng trở trời ấy, nếu mà có ốm đau bệnh tật thì
cũng có thể tiền mua thuốc, chứ còn tiền hàng ngày các cụ đi vớt ve chai thì cũng được khoảng 40.000 đến 60.000 thì cũng đủ tạm chi sinh hoạt. Vì các cụ ăn rất là đơn sơ giản dị, chỉ có rau muống này với một chút tương này với cả ít đậu hũ hoặc là vài con cá nhỏ vớt ở trên sông thôi. Đấy, chứ không có nhiều đâu. Ve chai hôm nay có 4.000 một ký. Ồ, vậy hả? Ừ đúng rồi, ve chai mà 4.000 một ký, 10 ký mới được 40.000. Ồ, cũng vất vả đấy. Nếu mà vớt được 10 ký ve chai thì phải là một cái nỗ lực rất là lớn mới vớt được từng đó. Cho nên là ngay khi mà đợi cái giữa một cái Sài Gòn phồn hoa đô hội như vậy mà người thì ăn không hết, khi các bạn đi đến những cái điểm mà họ ăn nhậu ấy, các bạn sẽ thấy họ bỏ thừa rất là nhiều đồ ăn, họ gọi rất là nhiều, bỏ thừa rất nhiều đồ ăn. Nhưng mà những cái con người ở những cái, xin chào anh Hùng Nguyễn ạ, những cái con người ở những cái góc khuất của cái thành phố mà phồn hoa đô hội này thì họ có cuộc sống vô cùng vất vả. Thì chúng ta chỉ cần có cái tấm lòng bao dung, biết sẻ chia thì họ sẽ bớt khó khăn hơn. Em không có phải là đi xin tiền các bác để làm từ thiện đâu. Em chỉ muốn là các bác mua nước mắm cho em. Cái tiền cái được bao nhiêu cái tiền lời đó em sẽ đi giúp đỡ mọi người. Đấy là một cái việc làm mà cần phải khuyến khích để làm. Cảm ơn anh Hùng Nguyễn đã ủng hộ em 10 thùng nước mắm. Em đã có tiền để đi ủng hộ cho cụ. Okay. Nelson, by the way, I'm thank you so much for your support, for your donation. But I don't know how to open the PayPal account, but I want to find out, and whenever I have that, I will let you know, okay? Bởi vì là cái sự bất công trong xã hội lúc nào cũng có. Người giàu thì người ăn không hết, người lần không ra. Chúng ta hãy sống chậm một tí. Cuộc sống này rất là vội vã, bởi trong cái cuộc sống ở cái thời buổi này nó rất là vội vã, nó rất là bon chen. Ai cũng cố gắng tìm cho mình những cái, ai cũng cố gắng làm thế nào để kiếm nhiều tiền và ăn chơi hưởng thụ. Chưa, rất là ít người, có nghĩa là như nào nhỉ? Sao ta? Chẳng hạn như ví dụ như là xe công này, hay là những cái mà phục vụ cho những cái cán bộ đấy, thì chúng ta có thể đi cái xe, hoặc là tư duy của những người lãnh đạo đó là muốn chia sẻ và giúp đỡ, hoặc là muốn tạo điều kiện cho những người già neo đơn như này hoặc trẻ em như này, thì họ chỉ cần là sao nhỉ, cái xe mà mấy cái xe mà xe phục vụ công vụ ấy, toàn là xe đẹp thôi à, toàn xe Lexus với cả xe Camry không à, toàn là xe mắc tiền. Vậy các bác chỉ cần cái tư duy lãnh đạo các bác thay đổi một xíu thôi, các bác sẽ nói rằng là ồ, cái này là tiền thuế của dân thì chúng ta không nên là lãng phí. Vậy là có thể trích, các bác có thể mua cái xe nào nó ít tiền đi một tí, còn những cái tiền đó thì có thể là hỗ trợ cho những người nghèo khó. Bởi vì cái cuộc sống của họ, nhất là những cái người mà dễ tổn thương như là người già và trẻ em ấy. Trẻ em thì là thế hệ tương lai rồi. Nếu chúng ta không có một cái hướng nào đấy mà định hướng và giáo dục tốt cho những cái người, cho những trẻ em như vậy ấy, thì sau này lớn lên thì nó sẽ là một cái, thứ nhất là nếu mà nó tốt thì nó sẽ tốt, còn nếu không nó sẽ là một gánh nặng cho xã hội. Nếu ví dụ như nó không có trình độ, nó không có học thức, nó không được giáo dục tử tế thì nó rất có thể nó sẽ trở thành tội phạm. Mà cái vấn đề trở thành tội phạm thì đương nhiên là xã hội bất ổn định, vậy là kéo theo hàng loạt những cái vấn đề khác. Còn những người già thì thực ra là cuộc sống của họ thì họ đã gần đất xa trời rồi mà vẫn còn phải vất vả mưu sinh như thế, thì tôi thấy rằng là rất là bất nhẫn. Ở Việt Nam tại sao chúng ta cứ phải chạy theo những cái tượng đài hàng mấy nghìn tỷ ấy? Một cái tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng Mẹ Thứ ở Quảng Nam, Mẹ Thứ có một chồng và 9 người con, phải 9 một người mẹ đã hy sinh một người chồng và 9 người con trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Quảng Nam là một trong những tỉnh nghèo khó nhất của Việt Nam, của cả nước. Thế nhưng mà vẫn có thể chi ra 400 tỷ đồng để xây tượng Mẹ Thứ. Trong khi đấy hàng ngàn trẻ em ở trên cái đất nước này phải đi học qua sông bằng cái những cái bè tự chế, phải lội qua sông hoặc chui vào túi ni lông để người lớn đẩy qua sông để đi học. Cái hành trình tìm con chữ nó rất là khó khăn, cực nhọc. Và hàng ngàn, hàng vạn những con người đang lang thang trên khắp nẻo đường này để bán vé số này, để mưu sinh này, rất là vất vả. Thế nhưng mà có thể có 400 tỷ đồng để xây cái tượng đài Mẹ Thứ. Nếu như Mẹ Thứ biết rằng là chỉ vì xây tượng đài mẹ mà bao nhiêu trẻ em phải đói khát, phải cơ cực, phải khổ sở trên mọi nẻo đường, thì Mẹ Thứ sẽ không đồng ý cho cái việc xây đó đâu. Cho nên là tôn vinh mẹ là một cái điều đáng làm, nhưng mà tôn vinh để mà lãng phí như vậy thì không nên. Đấy, nhưng mà cái tư duy lãnh đạo của các bác lãnh đạo Việt Nam thì nó khác. Đấy, xin nói luôn lấy vấn đề là hai anh Võ Phủ Đồng và anh Nguyễn Văn Điển đã bị bắt vì những cái live stream, vì những cái live stream nói xấu cán bộ, nói xấu lãnh tụ với cả nói xấu chế độ. Tôi không biết là đến khi nào tôi bị bắt. Thế nhưng mà nếu mà chỉ vì sợ hãi mà tôi im lặng thì tôi sẽ không làm điều đấy. Có bất cứ một cái tiêu cực gì tôi vẫn sẽ nói. Nếu như mà tôi không nói ấy, thì ai sẽ nói? Các bạn có nói không? Đấy, những người các bạn có dám nói không? Các bạn có dám phát live stream cả? Bây giờ nhá, nếu như họ bắt những người vì live stream nói về những cái thực trạng của xã hội, nói là nói xấu chế độ và sẽ bị bắt. Ok, vậy các bác, người người live stream, nhà nhà live stream xem họ bắt ai? Đấy, đơn giản vậy thôi. Nhiều khi cái cách làm, nhiều khi các bạn có bạn nói là phải làm từ thiện từ gốc, cái này chỉ giải quyết phần ngọn thôi. Thế nhưng mà tôi cũng chả cần biết là phần gốc nó như nào, nhưng mà phần ngọn tôi cảm thấy là những con người đó, nếu tôi không nhìn thấy thì thôi, mà tôi nhìn thấy là tôi không chịu được. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Có thể là kiếp trước tôi làm cái điều gì đấy mà có nghĩa là sao ta, như giống như cái nghiệp ấy, giống như là cái nghiệp ấy, khi mà nhìn thấy những người mà như thế là tôi không chịu được, tôi bắt buộc tôi phải đi. Thì nếu như các bạn, nếu như mà cái tư duy của những người lãnh đạo mà cho rằng những kẻ như tôi ấy là phá hoại, là phản động ấy, các bác có thể bắt bất cứ lúc nào. Cái điều đấy là bởi vì quyền lực trong tay các bác, nhà tù rồi là công an, bộ đội, binh lính, tiền bạc, tất cả trong tay các bác muốn làm gì làm. Cho nên là có việc cái việc mà phát live stream để nói về, rất là nhiều người bạn của tôi đã nhắn tin nói rằng là bạn Điển và bạn Võ Phủ Đồng đã bị bắt vì nói là live stream nói xấu chế độ, nói xấu cán bộ. Thế nhưng mà thực ra cái chế độ này, cán bộ ở trong cái nước, đất nước này nó không đẹp. Cho nên là cái việc nói xấu hay là không nói xấu thì nó cũng không, tất cả đều biết rồi. Đó, cho nên là nếu như mà các vị cho rằng là tôi làm như vậy là sai, các vị cứ việc thôi, không có vấn đề gì mà e ngại. Các bạn nói rằng là em làm ơn hãy khóa Facebook và đi chơi đâu đó một thời gian đi, lánh là đi, biết đâu nó sờ đến mấy đứa kia rồi nó lại sờ đến em. Bởi vì là thực ra là cái nhà tù lớn này thì nó cũng không khác xa mấy với nhà tù nhỏ. Nhà tù lớn thì có thể đi lang thang thôi, nhưng mà người dân của chúng tôi thì đã bị hạn chế tất cả mọi quyền rồi. Hạn chế về quyền nói này, quyền được bày tỏ chính kiến này, quyền được phê phán những cái việc làm sai trái của chính phủ này, của những người lãnh đạo này. Cho nên là quyền tự do báo chí chúng tôi không có, đặc biệt là quyền con người chúng tôi không có. Quyền làm người nó được quy định quyền làm người nó đã được quy định rõ ràng tại hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đấy, cho nên là không có cái lý do gì để mà những cái người lãnh đạo, các cái tư duy của các bác lại làm ngược lại với những điều đó. Chúng tôi là con người, chúng tôi có về cái quyền cơ bản đó. Đấy, cái quyền của con người chúng tôi là khi chúng tôi sinh ra chúng tôi đã được trao cho cái quyền làm người rồi. Đó, chứ không phải là chúng tôi cần phải van xin các ông cho tôi chúng tôi quyền làm người. Nhưng mà thực ra ở một cái đất nước như thế này thì chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận thôi, chứ không còn cách nào khác. Đấy, cứ nói hoài nói mãi thì cũng không được. Ngày này qua tháng nọ kêu gào, nhưng mà thực ra là các bác đâu có nghe đâu, các bác đâu có ấy đâu.
Bởi vì là các bác được lên chèo đầu cưỡi cổ dân là các bác tự động cho mình cái quyền đó. Các bác có lá chắn của chế độ đấy là lực lượng công an, an ninh, rồi là bên quân đội đấy. Nên lực lượng lá chắn đấy bảo vệ rất là chắc, cho nên là các bác được quyền ngồi ăn trên ngồi chốc chèo đầu cưỡi cổ dân, nên là đâu các bác đâu có cần là quan trọng là mình làm sai. Thì nếu mà ở những cái nước bầu cử tự do ấy thì những người lãnh đạo ấy sẽ được dân bầu lên, ví dụ ai đủ tài đủ tầm đủ đức mới sẽ được dân bầu lên. Thế nhưng mà ở cái đất nước với tư duy lãnh đạo độc quyền chính trị như thế này thì vậy là các bác cho mình cái quyền được vi phạm pháp luật, được ăn trên ngồi chốc, được tham nhũng, được lãng phí, được quan liêu tiêu cực. Những cái điều các bác giao giảng nói là do dân và vì dân ấy. Rồi các bác nói rằng là những người mà lãnh đạo chính là đầy tớ của dân. Thực ra là không có. Từ cấp cơ sở, từ cấp nhỏ nhất đến những cái cấp huyện, cấp quận, cấp trung ương, địa phương, cấp trung ương, những cái người mà lãnh đạo đó toàn là bố đời của dân thôi. Đơn cử là những cái việc mà khi mà các bạn có những cái trải nghiệm đi đến những cái ủy ban nhân dân phường xã thị trấn ấy, thì các bác xin dấu thôi hay là các bác xin cái thủ tục làm một cái gì đó thôi, thì trong cái tư duy của cái vấn đề xin cho ấy, cái thời bao cấp đấy, đó là xin và cho đấy. Ngay cái thể hiện những cái văn bản là khi mà các bạn đi đến những cái nơi đó là đây, ví dụ như là đơn xin làm lại sổ hộ khẩu, đơn xin cấp giấy phép xây dựng, đơn xin chứng nhận giấy chứng nhận độc thân, đơn xin có nghĩa là cái gì cũng xin hết á, cái gì cũng xin cho hết á. Không, chúng tôi không phải đi xin, chúng tôi đóng thuế cho các bạn để các bạn ngồi đó các bạn làm để phục vụ lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ viết là đơn đề nghị, đơn yêu cầu, không thể nào là xin được. Cho nên là phải thay đổi ngay cái kiểu xin cho, cái cơ chế xin cho nó tạo ra cái tư duy độc quyền, nó tạo ra cái tư duy tiêu cực, quan liêu hách dịch của những người mà làm cán bộ. Đấy, điển hình tôi rất là nhiều cái trường hợp mà tôi đi ra ngoài đấy, ra ngoài xã, phường để tôi xin những cái con dấu, xin những cái thứ đấy, đấy. Đều bị hạch, đều bị hành hạ, đều bị quan liêu, đều bị rất là khó chịu. Đúng rồi, làm từ thiện cũng phải xin luôn. Cái trường hợp mà tôi đi về miền Trung tôi làm từ thiện đấy thì cũng là đến mấy người ở cái xã đó, có nghĩa là như này, khi mà tôi đến cái hai cái cồn nằm trơ vơ giữa sông Danh ấy, thì là những cái hôm mà ngập lụt, lụt nước lên rất là lớn thì không thấy cái ông không thấy một cái ông nào ở ủy ban nhân xã hoặc là công an khu vực đến hỏi thăm cả. Khi mà nước rút rồi ấy thì bắt đầu là các bác ấy đến, các bác hỏi là thế bây giờ các bạn làm này, các bạn đã qua xin qua phường xã chưa? Các bạn đã xin qua sự cho phép của phường xã chưa? Mà các bạn lại đến đây tự tung tự tác, thích đi thì đi, thích về thì về như này. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng không cần phải đôi co với những người đấy làm gì. Cho nên là chúng tôi bảo là ok, nếu mà anh không đồng ý thì chúng tôi có thể xin phép đi chỗ khác. Thì tôi không quan trọng gì cả, bởi vì là các anh biết là khi mà nước ngập như thế đấy, nước lụt cao như thế đấy, đấy, thì những cái người gọi là dân quân tự vệ, những cái người mà gọi là quan chức để mà lãnh đạo cái địa phương này không thấy mặt mũi đâu cả. Chỉ có dân chúng tôi là thấy xót thương đồng bào chúng tôi, xót thương dân chúng tôi sắn tay áo lên chúng tôi đi thôi. Chứ chúng tôi không có những cái lúc như thế. Tôi mà có đến xin phép ấy, đợi mà các anh cho phép ấy, thì người dân người ta chết ngất rồi. Cho nên là mà nếu hôm nay mà đồng chí nói vậy ấy, thì chúng tôi thực ra là chúng tôi đã thực hiện xong cái sứ mệnh của mình là đến cứu trợ cho đồng bào ở đây rồi. Nếu như mà đồng chí còn nói là phải xin phép nữa thì tôi xin phép là tôi sẽ phải đi nơi khác. Thì tôi đi nơi khác thì nhân dân của anh ở đây sẽ thiệt thôi, chứ không có gì cả. Thế cho nên là đấy, đi làm từ thiện cũng phải xin phép. Bất cứ cái gì cũng phải xin phép ở cái đất nước này, với cái chưa cơ chế xin cho nó đã ám vào trong cái tư duy, ám vào trong cái huyết quản của những người mà làm lãnh đạo. Và đương nhiên nó vô hình chung nó tạo ra một cái tư thế của những cái người đi xin, chính là những người dân Việt Nam phải ở trong cái tư thế phải đi xin. Thực ra là đi xin thì rất là vô lý. Chúng ta là những người mà làm chủ đất nước, để chúng ta, những người đó là họ làm thuê cho chúng ta yêu cầu họ làm, và đơn yêu cầu hoặc đơn đề nghị, kiến nghị, chứ không phải nói là đi xin. Chính vì ngay bản thân cái câu đầu tiên của cái văn bản đó là xin cái nọ xin cái kia, cho nên là
cái người dân mình ám thị, tự kỷ ám thị trong đầu mình là mình phải đi xin mới có. Và nếu như mà không được ấy, nếu mà xin không được ấy, bị hạch sách ấy, bị gây khó dễ và làm mất thời gian, đương nhiên là sẽ tiền, tiền đưa ra là sẽ được. Đấy chính là một cái mà dẫn đến cái sự tham nhũng, cái sự lộng quyền và quan liêu hách dịch cửa quyền của những người mà lãnh đạo, những người mà làm cán bộ. Đấy thì nhưng mà đất nước tôi, nhân dân tôi thì mãi mãi như vậy. Khi mà tôi nói đến các cái vấn đề này thì hầu như là những bạn đấy nói rằng là, có những người bạn cấp 3 của tôi nói là bạn thay đổi quá nhiều. Ngày xưa bạn là một cán bộ, bạn là một cán bộ đoàn, bạn là bí thư đoàn của lớp, bạn hoạt động rất là năng nổ và có cái sự nhiệt tình rất lớn. Tại sao ai, hoàn cảnh nào đã đưa đẩy đến để bạn trở thành một người phản tổ quốc, phản đất nước, phản lại nhân dân? What the fuck they are talking about? You know? Những người bạn của tôi nói tôi như vậy. Hoàn cảnh nào đã đưa đẩy để tôi trở thành một con người như vậy? Các bạn, những người bạn cấp 3 của tôi, họ đương nhiên là họ bằng tuổi tôi, họ 20, họ 33, 34 tuổi, nhưng mà họ vẫn nói rằng là bạn phản dân, phản nước, phản tổ quốc. Vì sao mà lại họ lại có thể nói được những câu như vậy mà? Vậy là những cái báo đài, vậy là họ không bao giờ lên Facebook, họ không bao giờ biết là cuộc sống như thế nào, bởi vì cuộc sống họ chưa bao giờ bị va chạm với cái sự bất công, va chạm với những cái thứ như vậy, cho nên là họ hoàn toàn không hiểu gì cả. Những người đó thì tôi cũng không nên, tôi không trách, tôi cũng không bức xúc, tôi chỉ cười thôi. Tôi chỉ là nếu như mà các bạn mà muốn tìm hiểu ấy, xem tôi phản dân, phản nước, phản tổ quốc như thế nào ấy, các bạn lên Facebook của tôi, các bạn sẽ biết. Và khi có một vài người bạn ngó nghế vào Facebook nói là ôi giời ơi, toàn tin tức phản động không, toàn tin tức phản động không, có nghĩa là cái lúc mà tôi để cái cover trên Facebook là Formosa cút khỏi Việt Nam, thì các bạn quy kết ngay tôi là phản động. Họ không biết được rằng là tôi chỉ biết là đau đớn thôi. Bởi vì những người đó họ có nhận thức rất là cao rồi, 34, 35 tuổi đầu có phải là ít đâu. Nhưng mà ai cũng ích kỷ, lo cho mình, co cụm lại, động đến một tí vấn đề đấy là bắt đầu là bảo là phản động. Không hiểu ai tiêm nhiễm vào đầu các bạn nói là phản động. Vậy nhá, xin chào các bác nhá. Em nói đến đây thôi, bởi vì là em sẽ đi đến thăm hai cụ mà chèo thuyền trên sông Sài Gòn để vớt ve chai để mưu sinh nhé. Em muốn đến hỗ trợ cho hai cụ một chút, để hai cụ để dành khi mà ốm đau ấy. Khi mà ốm đau thì có tiền mua thuốc. Nếu mà các bạn muốn đồng hành với em thì các bạn chỉ việc mua nước mắm cho em thôi. Đấy, các bạn không cần phải quyên góp gì cả. Em không kêu gọi quyên góp, em không quyên gọi, kêu gọi các bác hỗ trợ tài chính gì hết. Các bác chỉ cần mua nước mắm cho em thôi. Vì cái tiền lời đó em sẽ mang đi tặng cho những người đó. Cho nên là em cũng muốn nói thêm là cái vấn đề từ thiện đấy, nó rất là nhạy cảm trong cái thời buổi, trong cái thời điểm hiện nay, bởi vì có rất nhiều cái sự lùm xùm về cái vấn đề từ thiện nọ kia, ăn chặn từ thiện, rồi là rất nhiều thứ, hoặc là lợi dụng từ thiện coi là một nghề để kiếm sống. Đấy, nhưng mà đấy, có rất nhiều việc như vậy. Ngay từ ban đầu khi mà em làm đấy là em đã đi bán hàng, em bán những cái mặt hàng thực phẩm sạch như bán nho, bán táo, bán trái cây, bán trứng gà, bán nước mắm, bán thịt bò, thịt trâu khô, các bếp. Em tìm lùng những cái đặc sản đó, trái cây sạch, chuối sạch. Chú ơi, con có ạ, con có nước mắm Phú Quốc ạ. Con có nước mắm Phú Quốc, con đang bán nước mắm Phú Quốc đây ạ. Cho nên là tư duy của em đó là làm từ thiện nó rất là khó, không có đơn giản một tí nào. Không có đơn giản như là cái việc bạn cầm tiền xong bạn mang cho người ta là xong. Đấy,
Phải thực sự có tâm. Và chính vì là nếu mà cứ có một cái đợt nào đấy mà có một hoàn cảnh nào đấy mà rất là khó khăn thì các bạn mang đến tiền đến cho các bạn sôi sùng sục lên, nhưng mà làm từ thiện nó phải là kiên trì, nó có thời gian. Các bạn bỏ tâm bỏ sức ra để làm. Với quan điểm làm từ thiện của em là em bỏ công sức, mồ hôi nước mắt của em ra, bởi vì là em đi bán nước mắm, em đi giao hàng, em đi nhận hàng, rồi là em kiếm những cái đồng tiền chân chính đó, những cái đồng tiền đó mà em cảm thấy như là nó mồ hôi nước mắt của em. Và khi mà cái mồ hôi nước mắt của mình được mang đến những người cần thì là nó sẽ rất là có ý nghĩa, hơn là cái việc mà em đi xin tiền của các bác để mà cho họ thì em thấy không có ý nghĩa. Cho nên là các bác cứ mua nước mắm ủng hộ em sẽ có nhiều tiền để đi chia sẻ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác. Đấy, nếu mà ai mà mua nước mắm thì có thể comment hoặc là inbox em, khi nào em rảnh em sẽ đọc và em sẽ nói giá của những cái chai nước mắm đó luôn. Ok Nelson, thank you anyway. You know, I will ensure that every single penny you donate will go to the people who need it. Thank you so much. Các bác ơi, có những cái đoạn mà thực ra là em biết là cái lũ dư luận viên nhiều đứa nó cũng chẳng biết tiếng Anh như nào đâu. Cho nên là nhiều cái từ mà nhạy cảm hay là như thế thì em xin phép được nói tiếng Anh để chúng nó thực ra là chúng nó biết, nếu mà chúng nó dịch thì chúng nó biết, nhưng mà cứ thích nói tiếng Anh để chúng nó gây khó dễ chúng nó đấy. Anyone want to support for my charitable activities, because I do this for 2 years almost, and I don't like to asking you money. I don't want to like to asking you money to give for someone. My wave is selling fish sauces and selling the unchemical and natural products like fruit or something like that. I get that profits to support, to, you know, the profits. I have a job. I have two jobs, so that my job is support for my life, you know, and to selling something like a few sauces, that profits I support for the poor, for the orphanage, and for the elderly people. That's my way. That I try to do for almost 2 years. So I'd rather like, you know, spend my time to selling something rather like asking you money. you know, if you buy fish sauce for me, that's you support for and you share for the people. You know, I just read about the article from the New York Times. A guy from that, he pretend he is a homeless people. He tried to stay there with them, living with them, and spend time with them almost 6 months. And he know every single thing happen in his time living with the homeless people. And we are the human being is share for something. I mean, we caring, we are loving, we giving, and we sharing, you know. So anyone hey everyone, chào Trần Khải. Because we're just waiting for our highest officer, you know, if you're waiting. Yeah, I'm fine, thank you. How are you, Phương Lê?
Someone told me that if you know, to support, to care about the poor people is not your responsibility. It's the response for our state, you know. But I told them that if we're waiting for our state, our high government officer will take care for them, they will be die. No, they not die, but their life is getting hard. So until they get any support, any care from the government, so I'd rather like to do it first, so to help them a little bit. And you know, the mindset of the Communist Party a little, they just think they fucking selfish. They just care about themselves, and they have you know, the brand new of the watch, or it costs about a thousand of US dollar. And even they have the phone you see. Oh, Nelson, they have other way to let you to support, to buy me over 10,000 year. To support that, if you have a relative or the friend or someone who's fighting for our democracy, for human rights, or for the press speed or freedom speed. That's the social activity. Yep, social activity. So you think that you like them, so you just buy me a fish sauce and I will deliver for them, and I will tell them that. I will tell them that, hey, this one. Okay, so you have friend? Do you have friend still in Vietnam? Or even you just buy fish sauce and I give the fish sauce for the... I want to go to the slum. No friend. Wow. No friend or anyone. So I have one way that I have a way like who laughing? Okay, all right. I will tell you how. Hey everyone, so I need to go. Actually, I'm so hungry right now. I need to get my breakfast and waiting for my friend. I will go to visit them. The husband and wife, elderly people, they almost not 80 years old, and yeah, I can. And they're almost 80 years old, and they they earn money by the collect the empty bottle, the thing that they throw on the Saigon River, and every day they get 40,000 Vietnam dong, almost $2 for two person. You know, the life is not life. It's not easy for everyone. Especially for those people. So every single day they earn, every single day they make 40,000 Vietnam dong. It's just support for eating. What happened if they get sick? Right? What happened? How they can handle when they get sick, and the bill of the hospital is really, really high, and of course they don't have a medical care insurance, so who will pay that? Who will help them out? So I would help them out. I would do something to help them out, okay? So, I'm hungry right now. I need to go.
Em phải đi rồi, em phải đi ăn sáng và làm một số việc, sau đó em sẽ đến thăm hai cụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm đến cái livestream của em. Love you guys so much. Contact me if you want to buy a fish sausage or undry buffalo meat or dry beef. Or you can buy egg, you can buy the a lot of thing, you know. I'm selling a lot of things. So, thank you so much. Bye bye. Love you. Thank you.